siêu phẩm để lại nhiều tiếc nuối. Em cảm thấy rất vui nhưng cũng hơi tiếc vì kết quả của đội không được như ý. Giờ là lúc hướng đến thử thách tiếp theo, thử thách những từ đương kim vô địch U23 Hàn Quốc. Huấn luyện viên Gong Ngo Kyun sẽ làm thế nào để U23 Việt Nam có điểm trước đội bóng của quê hương ông? U23 Việt Nam, U23 Hàn Quốc, 20 giờ ngày 5 tháng 6, trực tiếp trên VTV6. Trước đó 45 phút là chương trình bình luận trước trận. Kính mời quý vị khán giả theo dõi.